xưởng gỗ Giang Phiong bị phá sản. Không đúng, bị cướp mất là do mẹ mình. Nói cho em biết đi, chị đã gửi nó đi đâu? Con em chưa chết phải không chị? Xưởng gỗ, có phải mẹ đã lấy xưởng gỗ của gia đình Inox không? Mẹ làm thế là để trừng phạt Inox à? Ai? Ai đã nói với con nữa điều đấy hả? Anh chính là người mà em tin, có thể gửi trọn trái tim mình. Anh à, chúng ta hãy kết hôn đi. Chúng tôi là cảnh sát, xin mời anh theo chúng tôi. Anh Hà, con không phải là anh em sinh đôi với Chi Hyun. Con đã nghe thấy hết hai người nói chuyện với nhau rất lâu rồi, con biết hết rồi. Dù chúng ta ly hôn, anh đã đưa nó sang đấy sống. Nhưng khi nào tôi nhớ con, anh sẽ cho tôi nói chuyện với nó sao? Làm ơn đi mà. Chờ đã, con đang nói gì thế? Ly hôn à? Nói cho con biết, mẹ đẻ của con là ai đi. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim giải tập Hàn Quốc Vòng Xoáy Số Phận vào lúc 11:35 trên kênh TTV. Con muốn sống với mẹ đẻ của con. Từ một ân tình, Đồ Tô và Dương Thiếu Cung đã trở nên thân thiết như anh em. Không phải chất độc từ bên ngoài. Thì ra huynh không cho tôi xem là do trong người huynh có độc. Chuyện tôi không cần huynh lo. Băng bó xong thì mau ra ngoài đi. Ân tình ấy tưởng chừng không gì có thể chia cắt. Nhưng biến cố đã xảy ra, khiến huynh đệ tương tàn. Mời quý vị và các bạn đón xem Cổ Kiếm Kỳ Đàm phát sóng 17:30 trên kênh TTV bắt đầu từ ngày 26 tháng 10. Dạ thưa chú, nếu như đó là duyên trời định thì nếu có khổ con cũng không dám than đâu ạ. Đã đến lúc bà giao sự nghiệp này lại cho con rồi, tất cả đều là của con. Muốn thật sự trả thù cho con Điệp thì con nghe kỹ lời của dì nói. Người con lấy làm chồng á không phải là thằng Lũy mà chính là thằng Hai Lực, con trai trưởng của ông Năm Tấn. Hàng mà mình xuất đi bây giờ họ trả về hết rồi anh. Thậm chí có một số điều được đưa đi còn bị báo lên Hiệp hội Tiêu dùng. Họ còn nói là chuẩn bị cho người xuống thanh tra cơ sở sản xuất điều của mình nữa giám đốc. Út Lũy, gì vậy? Tại sao mày làm như vậy hả? Má ơi, tôi với anh chính thức chấm dứt. Và anh đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Em cẩn thận nha. Ai là con của mày? Tao cấm mày từ nay trở đi không được xuất hiện trước mặt tao, nghe chưa? Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Con Dâu phát sóng lúc 20:30 các ngày trong tuần trên kênh TTV. Nếu anh không muốn thử đồ cưới á thì mình dời đám cưới lại đi. Từ sáng tới giờ em không thấy anh có một chút tâm trạng gì để mà đi thử đồ cưới hết đó. Nguyệt Sinh huynh, nợ máu phải trả bằng máu. Ngoại trừ tôi ra, cô còn lừa những ai? Nhiều người lắm. Người coi thường mạng người, vô cớ hành hung, theo luật pháp Đại Thanh, bản quan phải bắt ngươi đưa về quy án. Cha, hôm nay cha đồng ý, con cũng sẽ cưới. Cha không đồng ý, con cũng sẽ cưới. Chẳng phải ai cưới cũng như nhau ư? Khởi kiệu, huynh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi về trước đây. Đêm nay muội hãy ở lại đây. Không chỉ đêm nay mà cả đời này cũng hãy ở lại đây. Hiện giờ con đang mang thân phận thiếu phu nhân, con không thể giống như lúc trước được nữa.
Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, phát sóng lúc 21:40 các ngày trong tuần trên kênh TTV. Con sẽ không để bụng đâu. Sằng bậy, cha thật độc đoán. Là con đấy.